Hello, chào mọi người nha. Chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Người Con Bình Thuận của mình nha. Hôm nay một buổi chiều, chúc toàn thể gia đình mình có một buổi chiều thật là vui vẻ nha. Rồi mọi người khi tham gia giao thông thì cái mùa dịch này thì mọi người hãy nên cẩn thận về sức khỏe của mình ha. Nhớ đeo khẩu trang khi ra đường và tránh tụ tập nơi đông người nha mọi người. Thì hôm nay cũng là một ngày buổi chiều bình thường, thì hôm nay mình chia sẻ một cái công thức mà phủ nấm. Thì cái bộ sản phẩm mình muốn nói ở đây, cái bộ sản phẩm này có thể thay thế được cho những bà con nông dân nào hiện tại và trước đây đang xài thuốc nấm carbenazim á mọi người. Thì carbenazim thì đã bị cấm lưu hành và cấm sản xuất, không cho buôn bán. Thì những hộ gia đình nào mà trữ được khi trước đây á thì còn xài được thôi, trước khi mà xài hết rồi thì cũng không còn thuốc để mà xài nữa. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với lại mọi người một cái bộ sản phẩm mới để trị nấm chay. Mình nói cái sản phẩm này mà nó giống như carbenazim luôn á thì không được, nhưng mà carbenazim 10 thì nó được 8-9 nha mọi người. Kết hợp chung lại những thuốc nấm để xịt dây thì quá ok luôn nha mọi người. Mình đã sử dụng rất là ok nha mọi người. Nói chung nó không bằng carbenazim, nhưng mà nó khoảng 8 hoặc là 9 phần của carbenazim. Nói chung là ok. Và hiện tại là cái bộ sản phẩm này đang lưu hành, đang bán rất là chạy tại ở Bình Thuận mình nha mọi người. Và nên mọi người nào mà có biết sản phẩm này á thì mua về mà sử dụng. Còn không biết sản phẩm này ở đâu, chỗ mọi người không có bán á, thì mọi người liên hệ mình, thì mình sẽ gửi thuốc về cho mọi người nha, để mọi người bán. Thì bộ sản phẩm cái chai này thì rẻ lắm, mình ở đây là chỉ có 160.000 một chai thôi. Một chai nó là được 1 lít. Nên xài nói chung là 8 tới 9 thôi, chứ không được 10 như carbenazim nha mọi người. Các bạn có thể xịt lên trái từ giai đoạn búp trái cao cho tới trái 20 ngày cũng được. Không ảnh hưởng, không có một cái gì ảnh hưởng hết nha mọi người. Nhưng mà nó không phải là xịt được, nó không phải là thuốc tiên, nó không có thể nào mà một mình nó mà xịt được với những thằng khác. Ha, một mình nó không thể nào như carbenazim, tại vì nó không được 10 phần như carbenazim, nó chỉ được 8-9 thôi. Nên các bạn phải kết hợp ở đây là mọi người kết hợp cái gói Cadillac vàng. Nếu vườn các bạn không có Cadillac, không có trái, không có búp á, thì xịt màu xanh lên sợ dính á, thì các bạn sử dụng, nếu mà có trái nha, có trái thì sợ dính thì xịt Cadillac vàng. Còn không có trái thì mọi người xịt Cadillac xanh nha mọi người. Thì kết hợp chung với lại cái chai này, thì cái chai này 1 lít cộng với 1 ký Cadillac xanh hoặc là vàng, là mọi người có thể pha cho nó được khoảng cỡ 160 lít nước, xịt phủ cành và trụ luôn nha mọi người. Là mình nói đảm bảo các bạn là vườn các bạn nếu chịu xịt định kỳ 7 đến 10 ngày mình phủ một lần. Còn từ búp hay là trái, bất cứ một cái chỗ nào mỗi lần mà mình phun thì mình pha nó vào mình xịt, chứ mình không cần thiết là phải 10 ngày phủ hết trụ búp trái một lần, 10 ngày phủ hết trụ búp trái một lần. Nó vừa tốn thời gian mà nó vừa mất công, nói chung là tốn kém. Mà mình xịt là mình trời mà đâu có trời im, trời gió rồi nó hay bay mãi vô người mình, nó rất là lâu và rất là dơ ha mọi người. Mọi người chỉ cần phủ trên đầu trụ cho nó 7 đến 10 ngày mọi người ra phủ một lần, 7 đến 10 ngày ra phủ một lần. Còn trên trái, trên búp thì chúng ta xịt, thì mỗi lần chúng ta xịt cử nào thì chúng ta bỏ vào, chúng ta xịt, chúng ta có thể bỏ kết hợp thằng này với lại thằng cây lắc vàng, hoặc thằng này với lại thằng rube cạt ha. Nếu mà bà con mình có điều kiện sử dụng thằng gói rube cạt thì ok luôn ha. Không sử dụng rube cạt thì có thể sử dụng là cariotop hoặc arobat. Chúng ta không cần cộng cariotop và arobat chung, chúng ta chỉ cần một trong hai thứ đó, cariotop cũng được, arobat cũng được, rube cạt cũng được nha. Nhưng phải kết hợp với lại cái thằng này là để có cái sản phẩm để có cho trị được nấm sạch sẽ nha. Nhất là nấm cuốn á, ghét nhất là cái tình trạng nấm cuốn mọi người. Ví dụ như trái long đẹp mơn mỡ luôn, chỗ này không có, hoặc như bụng có, vô đích cắt rằng cái một chùm nấm ở chỗ đó dục bỏ, rất là tức cái vấn đề nấm cuốn. Trị nấm cuốn rất là khó trị nha mọi người. Nên nấm cuốn mọi người xịt kỹ cho nó giai đoạn mà búp trái cao là thứ nhất nè, kỹ cho nó một cái. Và cái trái 2 ngày đó, trái 2 ngày là trái mọi người lặt rau xong á. Và hôm nay lặt rau là ngày mốt mọi người xịt, là
mọi người xịt kỹ cho cái cuốn nó một cái là đảm bảo được cái vấn đề bị nấm trắng mà nó ăn cái cuốn nha mọi người. Đó là hai giai đoạn đó, bước trên cao và trái 2 ngày. Vì trái 2 ngày sau khi nở bông thì nó rất là yếu, chúng ta nó bị tổn thương trên cái mỏ khi chúng ta đặt rau nè, nó đang hồi phục cái vấn đề tổn thương thì nó không có thể không có sức đề kháng để nó nuôi dưỡng được hết cho cái trái, thì lúc đó nấm nó xâm nhập rất là dễ, nó ăn chỗ nào là nó ăn nha mọi người. Thì đó, thì cái cách cái đó mà xịt là xịt trái 2 ngày và bước trái cao là chúng ta phối hợp để chúng ta xịt là không sợ tình trạng nấm ăn cuốn nha mọi người. Còn mà khi chúng ta xịt xịt nấm, xịt phủ tàn thì chúng ta rất là kỳ công, chúng ta bỏ vào cho nó là dạng thuốc sâu, nước, rồi những chai mà có chất chủ dầu cao rồi chẳng hạn ha. Thì một công đôi chuyện á, thì hôm nay sẵn cái chai này thì mình chỉ luôn cái gói này nè cho mọi người, chắc mọi người đã xài nhiều rồi, rất là đạt, nó cũng là gọi thuốc lời bột thôi, không phải thuốc nước, nên mình xịt cũng rất là yên tâm, nó không có bị sọc dưa, cũng không bị là xanh trái thanh long ha mọi người. Nhưng khi chín nó hay bị tình trạng mà chúng ta nếu xịt thuốc nước á, nó bị xanh và sự sọc dưa. Thì ở đây có cái gói này là gói trị trừ thuốc trừ rầy rệp là Midan 10 VDP nè ha mọi người. Nó là Midan 10 VDP. Là một gói này ví dụ có nhiều đâu, có 40.000 à. Một gói 100g 40.000 cho 5 bình. 5 bình 16 lít á nha. Đó. Quý vị bà con phải xài 5 bình, chứ đừng xài đặc quá, xài 3 bình là dạng sau nó là sản phẩm nó quá đặc quá keo này, mình sử dụng đặc quá nó bị nghẹt cái bét, nên mình sử dụng cho 5 bình là hợp lý ha, là 5 bình cứ chia ra là 5 bình xịt 40.000 mà được 5 bình thuốc là quá rẻ. Chúng ta kết hợp khi chúng ta pha cho nó là một cái chai này nè, một cái chai này và một cái gói Cadillac ha, hoặc là những cái thứ mà Cardiotop nè, hoặc Arobat, hoặc là Rubeca, thì chúng ta pha nó là liều lượng là cứ 1 kg nha, 1 kg Cadillac, 1 kg này là 160 lít nước. Thì cũng giống như gói Rubeca thì chúng ta pha cho 10 gói, thì Cadillac thì 1 kg rồi, Rubeca 10 gói, Cadillac 10 gói, Arobat 10 gói, và cái thằng Midan này ha, Midan này thì bà con pha cho mình là khoảng cỡ chừng 3-4 gói thôi. Midan riêng thuốc sâu này chúng ta pha ít thôi, 3-4 gói, và chúng ta bỏ vào quậy đều, chúng ta xịt nó trị được cái vấn đề này nè, ruồi vàng nè, bồ xè nè, bồ xích nè, ở miền Tây gọi con ngâu đó, bồ xè, bồ xích, các loại những cái con côn trùng gây hại, thì xịt cái thằng Midan này nó rụng đầu hết luôn, chung với lại thuốc nấm. Chúng ta không cần bỏ những cái dòng thuốc có dạng nước vô, sợ nó bị sọc dưa, bị xanh trái, thì chúng ta bỏ thằng Midan này vô, chúng ta xịt là ok luôn, là bao luôn ha. Không, trong vườn các bạn không có con nào xuất hiện trong đó mà nó đục, nó hư, làm hư trái lòng. Nhưng mà nhớ là 10 ngày chúng ta phủ một lần, 10 ngày chúng ta phủ một lần. Nó không phải là thuốc tiên mà các bạn thủ một lần là hết nha. 10 ngày phủ một lần. Chai này á, nó có tên trên thị trường là TB Hesa nha mọi người. TB Hesa nha. Nhiều bà con nói cho xin coi cái nhãn đi chứ đọc tên rồi nhiều không biết. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái nhãn và cái chai thuốc để mọi người mua nha. Tìm mua cái chai này và cái gói này. Còn cái Cadillac kia thì mọi người chắc cũng biết nhiều rồi. Còn chỗ các bạn mà không có những cái sản phẩm này á, có thể liên hệ số điện thoại của mình. Số điện thoại mình sẽ để trên phần video. Thì mọi người điện và mình sẽ gửi thuốc về cho mọi người xịt nha. Bộ này rất là rẻ. Này là 160. Còn này có 40.000. Quá rẻ nha mọi người. Cho là 160 lít nước. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái nhãn nha. Và cuối video cũng xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Hãy nhớ đăng ký kênh, ủng hộ mình. Và hãy chia sẻ video dếu này ra, chia sẻ ra rộng rãi để cho nhiều người biết và làm theo nha mọi người. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Đây nha mọi người, đây là cái gói mà mình trị rệp sát nè, Midan nè, 10 VDP nè. Còn cái này là TB Hesa nha. Nha mọi người, tìm mua cái bộ sản phẩm này kết hợp chung với lại những cái gói mà Cadillac nè, Atacol, Arobat, Cadiotop hoặc là Rubeca đó mọi người, để xịt nha. Và cái cách xịt hồi nãy mình hướng dẫn là mọi người đó, xịt 7 ngày tới 10 ngày phủ tàn một lần ha. Còn liều lượng thì mình cũng đã nói với mọi người luôn rồi, mọi người hãy tìm mua hai sản phẩm này mà xịt nha.
Còn các bạn nào không có thì liên hệ số điện thoại của mình để trên phần video á. Liên hệ mình rồi mình sẽ gửi thuốc cho mọi người xịt nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Chai này nó là không bằng carbenzim chứ, nhưng mà nó 8 hoặc là 9 luôn á nha các bạn. Xài ok lắm á.